Cách vợ công Lý đối xử với con riêng của chồng, tình trạng mối quan hệ hai bên khiến nhiều người tò mò. Một người vợ lý tưởng bao người ao ước. Năm 2021, biến cố bất ngờ ập đến với nghệ sĩ nhân dân Công Lý khi bị té ngã tại nhà riêng, dẫn đến đột quỵ. 3 năm sau điều trị, tình hình sức khỏe của cô đầu đang có tiến triển tích cực. Ngọc Hà, vợ Công Lý luôn đồng hành để động viên và chăm sóc chồng. Chiều ngày 24 tháng 10, vợ Công Lý khoe khoảnh khắc thân thiết bên cạnh chồng cùng Tít, Gia Bảo và Kiến, Thục Anh. Được biết, hôm nay là sinh nhật 19 tuổi của Gia Bảo. Vợ Công Lý viết: "Chúc mừng sinh nhật Tít đẹp trai của bố Nguyễn Công Lý nhé. Chúc Tít tuổi mới khỏe mạnh, học giỏi, hạnh phúc và luôn là chàng trai tình cảm, hài hước của gia đình. Tuổi mới, chúc Tít sẽ đạt được ước mơ." Bố Lý luôn bảo Tít rất có duyên với nghệ thuật đấy. Ngay sau khi chia sẻ, bài viết của vợ Công Lý nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Dù chỉ là chi tiết nhỏ nhưng cũng đủ chứng minh mối quan hệ thân thiết giữa vợ Công Lý với con riêng của chồng. Đây không phải là lần đầu tiên vợ Công Lý chia sẻ khoảnh khắc của chồng và các con riêng. Mỗi khi rảnh rỗi hoặc vào những dịp đặc biệt, các con của nghệ sĩ nhân dân Công Lý đều đến thăm bố và trò chuyện vui vẻ cùng Ngọc Hà. Gia Bảo tên đầy đủ là Nguyễn Công Gia Bảo, SN 2005, tên thân mật ở nhà là Tít, là con trai của MC Thảo Vân và nghệ sĩ nhân dân Công Lý. Sau khi bố mẹ ly hôn, Gia Bảo ở cùng mẹ. Hiện, Gia Bảo đang là sinh viên năm nhất ngành Marketing và Truyền thông Trường Quản trị và Kinh doanh thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Gia Bảo từng dành nhiều lời khen cho Ngọc Hà, vợ Công Lý trong đám cưới của bố khi cho biết: "Cháu thấy rất là vui. Bố cháu có thể tìm được một người chia sẻ gánh nặng công việc, gia đình, có thêm một người để bầu bạn. Cháu cũng vui thay cho bố cháu, cháu tiếp xúc với cô Hà. Cháu thấy cô Hà là người vừa sinh lại rất vui tính. Ngoài ra, cô ấy cũng rất tốt với cháu. Cô quan tâm, hỏi han cháu học hành, sức khỏe thế nào và cũng rủ cháu đi ăn. Không những thế, vợ Công Lý và MC Thảo Vân còn có mối quan hệ thân thiết trong cuộc sống, thường xuyên tương tác qua lại trên mạng xã hội. Cách đây không lâu, Ngọc Hà, vợ Công Lý còn bày tỏ sự vui mừng vì con trai riêng của chồng đã chịu đóng phim, theo đuổi đam mê nghệ thuật như bố. Gần đây nhất, diễn viên Minh Tít tiết lộ Gia Bảo sẽ đảm nhận một vai diễn trong bộ phim Sao Kim Bắn Tim Sao Hỏa. Vài năm trở lại đây, cuộc sống của nghệ sĩ nhân dân Công Lý tiếp tục trở thành chủ đề được nhiều khán giả quan tâm. Bởi sau hai cuộc hôn nhân, nam nghệ sĩ đã gặp được người vợ thứ ba có thể cùng anh đi tiếp chặng đường, đó chính là biên tập viên Ngọc Hà, người kém anh 15 tuổi. Hồi đầu, mối quan hệ của hai người cũng nhận về vô vàn lời đàm tiếu, thị phi. Họ nói Ngọc Hà đến với Công Lý là vì danh vọng và tiền bạc. Thế nhưng, thời gian 5 năm gắn bó cùng sự có mặt của Ngọc Hà trong giai đoạn nam nghệ sĩ đối mặt với bạo bệnh đã chứng minh tình cảm chân thành của cô. Nói về cuộc sống sau 3 năm kết hôn, vợ Công Lý bộc bạch: "Dẫu biết cuộc sống hiện tại mình và anh Lý sẽ còn vất vả, hành trình còn dài nhưng chỉ cần mình sống đúng, làm đúng thì mọi chông gai sẽ sớm vượt qua. Cuộc sống mình không khát vọng quá nhiều điều tham lam, chỉ mong gia đình bình an. Anh Lý vượt qua bệnh tật thôi, thương anh Lý rất nhiều." Ngọc Hà được biết đến là người vợ chu đáo, quan tâm, chăm sóc chồng hết mực. Biết chồng đi làm về mệt, cô thường vào bếp nấu những món tẩm bổ cho nghệ sĩ nhân dân Công Lý. Những ngày chồng đi đóng phim hoặc tập kịch đến khuya, Ngọc Hà không quên mua đồ ăn cho chồng rồi chờ chồng về mới đi ngủ. Mỗi khi có những thông tin ác ý về sức khỏe nghệ sĩ nhân dân Công Lý hoặc gần đây mọi người suy diễn về mối quan hệ tình cảm của mình, Ngọc Hà cũng là người lên tiếng dập tắt tin đồn, không để mọi việc đi quá xa. Tất cả những điều đó khiến công chúng thêm ngưỡng mộ người vợ trẻ của nghệ sĩ nhân dân Công Lý. Đến nay, Ngọc Hà vẫn đồng hành với nghệ sĩ nhân dân Công Lý trong mọi thăng trầm của cuộc sống. Cô cũng có hết lòng thương yêu hai người con riêng của chồng là Thục Anh và Gia Bảo. Đặc biệt, cả cô và hai người vợ cũ của chồng là Thảo Vân và Thục Khuê đều giữ được mối quan hệ gần gũi, cách cư xử văn minh với nhau sau những chuyện xảy ra. Chính sự tử tế của ba người phụ nữ đã khiến nghệ sĩ nhân dân Công Lý phải xúc động.